Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thương tiếc nghệ sĩ Ánh Hoa, bà má năm bộ từ tốn, giản dị và mộc mạc trong ký ức của đạo diễn Nghiêm Võ Nghiêm Minh và các diễn viên thế hệ sau. Nghệ sĩ Ánh Hoa có nét mặt từ tốn, cùng cách giản dị và diễn xuất mộc mạc nhất. Nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời hôm 1 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà hưởng thọ 79 tuổi, là nghệ sĩ có hơn 70 năm gắn bó với nghề kể lương, sân khấu và điện ảnh. Ánh Hoa có vai diễn đồ sộ, sự ra đi của bà khiến nhiều nghệ sĩ thương tiếc. Diễn viên Kiều Trinh, người đóng chung với Ánh Hoa trong mùa lên trâu, gọi bà bằng má và bày tỏ nghe tin má ra đi lòng con bàng hoàng con luôn nhớ những ngày cùng má rong ruổi ở châu đốc tập chèo xuồng cùng má mỗi ngày đi ăn cơm canh chua cá kho tổ má nói với con bân tên nhân vật của kiều trinh trong mùa lên trâu con coi chừng sai rất co đừng ăn nhiều quá mập má nói con rất may mắn khi gặp được đạo diễn nghiêm võ nghiêm minh của mùa lên trâu chứ không là con bỏ nghề rồi trong mùa lên trâu năm 2004, phim Việt giành nhiều giải thưởng quốc tế, nghệ sĩ Ánh Hoa đóng vai bà Hai Tích, một phụ nữ nam bộ hiền lành, thương người. Phim chuyển thể từ bút ký cùng tên của nhà văn Sơn Nam, người cố vấn cho đoàn phim trong quá trình sản xuất. Trong bài viết tưởng niệm, đạo diễn Nghiêm Võ Nghiêm Minh nhớ lại lúc làm việc cùng Ánh Hoa. Nét mặt từ tốn, cùng cách giản dị và dáng dấp nhỏ bé của chị Ánh Hoa làm cho tôi cảm mến từ lần đầu thử vai. Khi đó, tôi đâu biết rằng sự cộng tác của chị là may mắn nhất cho mùa lên trâu. Không chỉ phim có được diễn xuất chân thực và một mặt nhất, mà tôi biết rằng thêm một con người và một cách sống. Chị Ánh Hoa không quản ngại những cảnh dầm mưa dài nắng từ hừng sáng đến đêm khuya, từ cảnh chèo từ một chiếc ghe bé nhỏ trong cơn bão, đính chia sẻ miếng cơm nóng cho một cậu bé lạc đường bên xác chết đã lạnh của người cha giữa vùng nước nổi mênh mông. Chị đem lại sức sống cho những dòng chữ tôi viết ra bằng cảm hứng từ những câu chuyện của nhà văn Sơn Nam về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Nghệ sĩ Ánh Hoa cũng đóng góp nhiều dắt các diễn viên phim đầu tay như Lê Thế Lữ, Kiều Trinh. Chính đạo diện Nguyên Võ Nghiêm Minh cũng học hỏi được nhiều thứ từ bà bây giờ sơn nam hai bé và ánh hoa đã lần lượt ra đi mong rằng dư âm của họ để lại sẽ còn vang dội trong nền văn học sân khấu và điện ảnh của chúng ta nguyễn võ nghi minh nhận định đạo diễn nguyễn vinh sơn người làm phim truyền hình đất phương nam có ánh hoa đóng chia sẻ bức ảnh của bà trên phim trường và viết cảm ơn cô ánh hoa mong cô an nghỉ trong phim đất phương nam ánh hoa đóng vai bà tám luôn bà mái nam bộ chịu thương chịu khó cuộc đời nhân vật đầy đau khổ bị áp lực bởi ông bà hội đồng nhưng vẫn cùng con cháu quyết chiến để bảo vệ đất nước nghệ sĩ gây ấn tượng sâu sắc vì nét diễn nội tâm bộc lộ sự đau khổ không phải bằng nước mắt mà qua ánh mắt ám ảnh diễn viên nhà sản xuất trương ngọc ánh người từng đóng vai con gái của ánh hoa trong phim truyền hình đồng tiền xương máu bày tỏ lòng thương tiếc tôi từng được cộng tác với cô làm con gái của cô trong đồng tiền xương máu làm cháu ngoại của cô trong giả từ dĩ vãng đều là của đạo diễn đinh đức liêm cô là nghệ sĩ gạo cội với nhiều vai diễn ấn tượng luôn hết lòng với nghệ thuật tôi ấn tượng với nụ cười hiền hậu ánh mắt đượm buồn của cô mong cô an nghỉ bình yên nơi chính suối